hội chứng buồng trứng đa nang rất phổ biến ở phụ nữ. Trung bình, 100 phụ nữ trước tuổi mãn kinh có 10 người mắc hội chứng này. Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng mang thai, hội chứng này còn ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Hãy cùng nghe chia sẻ của bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tham City trong video sau nhé. Khi bị hội chứng buồng trứng đa nang có các dấu hiệu gì? Các chị em mắc hội chứng buồng trứng đa nang có các triệu chứng khác nhau đáng kể. Tuy nhiên, các biểu hiện phổ biến như dưới đây. Thứ nhất, không có kinh hoặc kinh không đều. Sự gia tăng lượng nội tiết tố nam, androgen trong cơ thể có thể ảnh hưởng đến chu kỳ kinh, làm kinh trở nên không đều hoặc không có kinh. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc rụng trứng trong mỗi chu kỳ kinh và làm cho chu kỳ kinh bình thường không xảy ra được. Nhiều chị em có thể không để ý đến vấn đề này, nhưng nếu không thấy kinh hoặc quá 3 tháng mới thấy một lần thì tốt nhất là nên đến các bác sĩ phụ sản để được khám và tư vấn. Một số phụ nữ gặp khó khăn trong việc mang thai và cũng không biết mình bị hội chứng buồng trứng đa nang cho đến khi đi khám. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang vẫn có thể mang thai tự nhiên. Bên cạnh đó, một số cần hỗ trợ sinh sản. Béo bụng. Một số phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang có trọng lượng cơ thể bình thường. Tuy nhiên, nhiều người rất khó khăn mới giữ được trọng lượng này. Chúng ta thường có hình dạng cơ thể kiểu hình quả táo thay vì hình quả lê do sự gia tăng kích thước vùng bụng. Việc thừa cân cũng là một trong những nguyên nhân khiến triệu chứng trong hội chứng buồng trứng đa nang nặng hơn, như kinh nguyệt càng trở nên không đều. Mụn và trứng rộng lông. Sự gia tăng lượng nội tiết tố nam khi bị mụn trứng đa nang đang khiến bạn mọc nhiều mụn trứng cá, nhất là ở vùng mặt. Lông cũng mọc nhiều và dày hơn trên cơ thể so với bình thường. Ở nhiều người, mụn và tình trạng rộng lông thậm chí ảnh hưởng nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Đái tháo đường và các nguy cơ sức khỏe khác. Hội chứng buồng trứng đa nang có liên quan đến việc nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Hội chứng này thường kết hợp với một tình trạng gọi là kháng insulin. Vì insulin giúp đưa đường từ mạch máu vào trong các tế bào. Tình trạng kháng insulin khi bị buồng trứng đa nang cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và qua đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch. Do vậy, nếu bạn bị hội chứng buồng trứng đa nang đang bị thừa cân, hoặc nếu có cha mẹ, ông bà hoặc anh chị em ruột mắc bệnh đái tháo đường, thì nên làm xét nghiệm để kiểm tra khả năng dung nạp đường bằng đường uống. Hiện nay, đây là cách tốt nhất để chẩn đoán sớm bệnh đái tháo đường ở phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang. Ngoài ra, chị em cũng nên kiểm tra huyết áp và mỡ máu. Để chẩn đoán chính xác hội chứng buồng trứng đa nang, các bác sĩ sẽ dựa trên ít nhất 2 trong số các triệu chứng sau. Không có kinh hoặc có chu kỳ không đều. Có nhiều năng trứng trên buồng trứng. Tăng nội tiết tố nam. Sau khi có chẩn đoán, việc điều trị thường tập trung vào các vấn đề quan trọng như kinh nguyệt không đều hoặc mụn trứng cá. Tuy nhiên, hiện nay chưa có phương pháp điều trị chuẩn cho hội chứng này mà các bác sĩ sẽ lên kế hoạch điều trị riêng cho từng người, dựa trên triệu chứng và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt từng người. Để điều trị toàn diện, cần có các bác sĩ chuyên khoa, phụ sản khoa và da liễu khám, tư vấn và đưa ra các quyết định điều trị. Việc lựa chọn chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường tập thể dục có thể làm giảm nhẹ các triệu chứng. Ngoài ra, bạn cần được các bác sĩ tư vấn về nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường để có các biện pháp dự phòng, phát hiện và can thiệp sớm. Chúc bạn sức khỏe! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.